Xin chào, mỗi ngày học hỏi thêm một điều mới lạ. Và trong video hôm nay, chúng ta sẽ cùng có một góc nhìn khác về sức mạnh của niềm tin. Chẳng ai đang xem video này mà không biết cái tên Nguyễn Thanh Trấn, một người đàn ông phải ngồi tù oan tới 10 năm. Và sau khi ra tù, đã được nhận một khoản bồi thường rất lớn lên tới 7,2 tỷ đồng, là khoản bồi thường lớn nhất tính tới thời điểm đó. Tuy nhiên, đến năm 2016 thì kỷ lục đã bị thay đổi khi ông Lương Ngọc Phi ở Thái Bình cũng ngồi tù oan và được nhận khoản bồi thường tới 23 tỷ đồng. Nhưng trong video này, chúng ta sẽ không nói về chuyện bồi thường. Thay vào đó, mình sẽ chia sẻ với các bạn sự thật xót xa ít ai biết phía sau câu chuyện oan sai của ông Nguyễn Thanh Trấn. Có thể nói, ông Trấn là một người vô cùng đen đủi vì bị kết tội oan và ngồi tù tới 10 năm trời. 10 năm của sự tự do thì 7,2 tỷ cũng chẳng là gì. Thế nhưng cũng phải khẳng định rằng ông đã rất may mắn, chứ không đơn giản mà tự nhiên ông được giải oan trở về với tự do. Nếu không có may mắn, chắc chắn giờ này ông Trấn vẫn phải ngồi tù đến hết cuộc đời, ngồi đến mục xương. Vậy thì ông Trấn may ở chỗ nào? Vào năm 2003, một người phụ nữ ở thôn Me, xã Nghĩa Trung, Bắc Giang bị giết hại. Sau quá trình điều tra, chẳng hiểu bằng cách nào, cơ quan điều tra đã khiến ông Nguyễn Thanh Trấn, sinh năm 1961 ở xã Nghĩa Trung, Bắc Giang, nhận tội sát hại người phụ nữ kia. Khi ra tòa xét xử, mặc dù cả tòa sơ thẩm lẫn phúc thẩm, ông Trấn luôn bác bỏ lời khai trong quá trình điều tra và kêu oan, nhưng tòa vẫn kết luận rằng chính ông Trấn là hung thủ và tuyên án chung thân. Ông Trấn rất may khi có một người vợ là bà Nguyễn Thị Chiến luôn tin tưởng chồng mình. Chính vì vậy, từ ngày ông vào tù, bà đã đi hết cơ quan này đến cơ quan khác, gửi không biết bao nhiêu lá đơn kêu oan cho chồng từ trung ương đến địa phương. Rất tiếc là hầu hết các cơ quan đều im lặng. Họ cho rằng kẻ phạm tội nào mà chẳng ngoan cố kêu oan, thế nên ông Trấn có liên tục kêu oan cũng là điều bình thường. Ông Trấn cũng rất may khi có một người anh cọc trèo là ông Thân Ngọc Hoạt cũng luôn tin tưởng và ủng hộ. Ông Hoạt chia sẻ, khi lên thăm ông Trấn ở trong tù, ông Hoạt hỏi thật lòng Trấn có làm không. Ông Trấn ngay lập tức quỳ sụp xuống. Ngay giây phút đó, ông Hoạt đã quyết có mất tất cả cũng đòi lại được công bằng cho người em. Bằng chứng là nếu không có ông Hoạt, bà Chiến đã không thể nào tiếp tục cuộc hành trình kêu oan cho chồng mình. Theo ông Hoạt kể, thì bà Chiến đã rất suy sụp, tiền bạc tài sản bán sạch để lấy chi phí đi kêu oan cho ông Trấn. Bà suy nghĩ nhiều đến nỗi mắc bệnh, gia đình phải nhiều lần đưa đi viện tâm thần chữa trị. Chính vì vậy, ông Hoạt đã nhiều năm trời lặn lội đi kêu oan. Ông bỏ tiền của mình ra, khi hết tiền thì mang cả hai cái sổ đỏ của nhà đi vay lấy chi phí tiếp tục cuộc hành trình. Ông biết rõ ông Trấn bị oan sai, cho nên ngày nào ông từ bỏ, nghĩa là ngày đó ông Trấn mang nỗi nhục suốt cuộc đời. Ông Trấn lại càng may hơn khi có một người chẳng ruột thịt cũng bỏ công bỏ việc đi kêu oan cho mình. Đó là bà Thân Thị Hải, chị gái ruột của ông Hoạt. Khi nhiều lần đi kêu oan cho ông Trấn, ông Hoạt cảm thấy bất lực vì cố gắng mãi mà chẳng có hy vọng gì. Nhiều đêm ông đã về nằm khóc. Và có lần ông mang chuyện tâm sự với bà Hải, không ngờ rằng bà Hải lại động viên và bỏ công bỏ việc đồng hành cùng ông Hoạt. Nhờ vậy mà ông Hoạt mới có động lực suốt cả chục năm trời. Cái ngày mà hồ sơ kêu oan được Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao chấp nhận, thì bà Hải cũng là người đi cùng bà Chiến mang hồ sơ lên. Và nếu không có điều may mắn này nữa, thì ông Trấn sẽ chẳng bao giờ được trong sạch. Đó là hoàn cảnh của gia đình hung thủ thực sự. Hung thủ thực sự của vụ án này tên là Lý Nguyễn Trung, con ông Lý Văn Trúc. Cái ngày Trung sát hại nạn nhân và cướp 59.000 đồng cùng hai chiếc nhẫn, Trung đã về nhà gặp bố là ông Trúc và kể lại sự việc. Ông Trúc đã khuyên con trai lên Lạng Sơn ở với anh chị em ruột. Và cuộc trốn chạy này có lẽ đã chốt lọt hoàn toàn nếu không có sự xuất hiện của một người phụ nữ đặc biệt. Đó là bà Nguyễn Thị Lành, vợ kế của ông Trúc, mẹ kế của Trung. Trong đêm Trung về nhà với máu me đầy mình, bà Lành cũng biết chuyện. Bà không muốn nói chuyện này ra, hơn nữa ông Trúc còn đe dọa nếu tiết lộ ông sẽ giết. Cho nên nhiều năm trời bí mật được giữ kín. Thế nhưng trong cuộc sống, bà Lành và ông Trúc thường xuyên xảy ra cãi vã. Trong một lần tức giận, bà Lành đã đem chuyện kể với ông Hiền là bố đẻ của mình. Ông Hiền nghe chuyện thì không cầm được lòng thương gia đình ông Trấn nên đã kể lại với gia đình. Vậy là sau 10 năm, cuối cùng tia hy vọng đã đến với những người đi kêu oan. Họ đã mua máy thu âm, lén ghi lại các cuộc cãi vã giữa ông Trúc và bà Lành mà thường có nhắc đến chuyện giết người của Trúc. Khi đã có bằng chứng, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao tiếp nhận hồ sơ và quyết tâm điều tra lại vụ án, bắt thật nhanh hung thủ thật sự ra đền tội và trả lại sự trong sạch cho Nguyễn Thanh Trấn. Mặc dù việc điều tra đã gặp không ít khó khăn, nhưng cuối cùng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cũng tìm ra được những bằng chứng thực sự. Họ đã làm việc với gia đình hung thủ để những người này vận động hung thủ. Kết quả là vào 8 giờ sáng ngày 25 tháng 10 năm 2013, Lý Nguyễn Trung đã ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Trung chỉ bị kết án 12 năm tù vì phạm tội lúc mới 15 tuổi. Giờ này có lẽ anh ta cũng sắp được ra tù. Còn ông Trấn thì ngay lập tức được giải oan và được Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao về tới địa phương để công khai xin lỗi. Như vậy chúng ta thấy, nếu không có bà Chiến, không có ông Hoạt và bà Hải tin tưởng, kiên trì bỏ tiền ra, thậm chí thế chấp cả sổ đỏ, lấy tiền kêu oan liên tục 10 năm trời. Không có bà Lành biết chuyện, hay nếu bà Lành là mẹ ruột của Trung, hay ông Trúc và bà Lành không cãi nhau, hay giả sử bà Lành không kể cho ông Hiền, mà ông Hiền cũng không kể với gia đình ông Trấn, hay nếu không có sự cố gắng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, thì chắc chắn đến giờ này ông Trấn vẫn ở trong tù. Như vậy các bạn thấy, niềm tin có sức mạnh lớn không? Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.